Rồi đó, đầu tiên hôm nay Tuấn xin kính chúc cô chú anh chị các bạn lời yêu thương và trân trọng nhất nha. Bên này lâu quá, cách đây cũng cả một năm bạn. Bên này mình xuống biển Đá Vàng ở Phan Thiết quê mình, khu du lịch các bạn. Nói chung là hồi xưa đây là rất là hoành tráng và hay ho mà. Bên đây mình xuống đây mình sẽ trải nghiệm coi thử khu du lịch mình ở đây hiện tại bây giờ như thế nào nha mọi người. Đó, bây giờ cả đây một năm rồi bạn à. Thì đã một năm trôi qua rồi, hồi đó mình đi thấy là đang bị sự cố bạn. Còn bên đây mình vô đây mình coi thử như thế nào. Nghe mấy đứa em nó kêu về để chơi giờ hoành tráng rồi mọi người. Khu du lịch đang mở lại bình thường rồi. Đó. Thì có gì hơn mong mọi người xem video và cảm ơn vừa qua rồi ủng hộ mình nha. Mình rất là cảm ơn nhiều nha mọi người. Đó, nhớ đăng ký kênh mình rồi mình sẽ ráng cố gắng mình quay nhiều video mới cho mọi người xem rồi. Đó, bây giờ là đường này là bắt đầu đang vô trong bãi Đá Vàng các bạn. Là mũi coi như là ngọn Thái Đăng đó. Bây giờ mình đang chạy vô nè. Thì đã lâu quá, nói chung lâu quá mọi người. Cả năm nay ở đây quay trở lại coi khách khứa rồi du lịch như thế nào. Rồi nghe em mới nói đây là coi như là đang hoạt động là bình thường bạn. Bây giờ cứ lạnh đó, đây là khách du lịch tới các bạn ạ. Đây là khách du lịch đang đi tham quan mọi người. À, mọi người thấy không? À, khách đang tham quan. Giờ mình chạy xe vô, mình vô để coi thứ như thế nào mọi người. Hoạt động rồi. Đó, mọi người thấy không? Quá hoành tráng mọi người ơi. Thì em có gì hơn nha, cảm ơn mọi người qua xem video và chị like chia sẻ cho mọi người rồi. Mong mọi người ủng hộ kênh. Đó. Bên đây mình xuống bãi Đá Vàng mũi cây gà quê mình sẽ review lại cho mọi người xem rồi. Cả đây một năm nay là bên này mình sẽ tới đây lại mọi người. Bây giờ mình xuống để coi tình hình như thế nào nha. Mũi cây gà ở Phan Thiết quê mình bạn. Cách đây một năm thì mình có đã tới mà lúc đó là vắng khách quá mọi người. Bên đây mình ra đây mình sẽ quay và review cho mọi người xem rồi cuộc sống mới rồi những cuộc sống rồi cách tour du lịch ở Phan Thiết quê mình bạn là như thế nào. À, đây mọi người thấy không, hiện tại giờ khách ở Phan Thiết quê mình đang tấp nập luôn rồi. À, thì mình sẽ cố gắng mình quay nhiều video mới cho mọi người xem nha. Và những món ăn vỉa hè đường phố Phan Thiết quê mình. Đây là khách tour đang đi từ bên ngọn Hải Đăng qua bạn. Rất là nắng mọi người. Trời ơi. Mọi người mà đi ra đây các bạn biết rất là nắng. Mà chẳng thà nắng một tí cũng được bạn. Chứ nếu mà mưa là các bạn biết ở đây không có nơi cư trú đâu. Cho nên mình cũng mong mọi người xem video nhớ chia like chia sẻ cho mọi người rồi. Nhiều lúc có sự cố những gì cũng thông cảm nha. Bây giờ bắt đầu mình đi nha mọi người ơi. Giờ mình đi qua nha. Đó, giờ mình đi lên tàu. Bên này đã cách đây một năm rồi mà Tuấn xuống mũi cây gà bạn. Ở Phan Thiết quê mình mọi người. Đó. Mình thấy đây đang xuống để mình qua bên cái ngọn Hải Đăng mình nói mọi người. Đó. Đó các bạn. Thì nói chung không có gì hơn, cảm ơn mọi người nha. Xem video chia like chia sẻ cho mọi người rồi. Mong mọi người ủng hộ kênh nha. Để cố gắng mình quay những video mới mà. Để chúng ta thôi. Ôi trời. Trời cho té sao. Mọi người thấy không? Đi tàu mà nó chờ té mọi người vậy. Trời. Các bạn biết đi qua bên ngọn đó để đâu? Đâu đi đi chứ nào đâu? Con đi. Đi hả? Trời ơi, mẹ. Đâu giờ mình lên tàu. Dưới đây hả? Rồi các bạn, bên đây mình mua vé bạn. Dịch vụ nè bạn ơi. Đó, trời ơi, ướt hết chưa luôn rồi. Đâu, trời tới. Đúng rồi.
Đó, các bạn. Bạn thấy giống như ăn cướp. Thấy chế không? À, biết bên đây mình đang bắt đầu ra chiếc tàu bạn. Bạn thấy đây là mũi chơi gà ở bên phía quê mình. Cây. Bạn thấy vui không? Có quá hoành tráng luôn mọi người. Thì đã lâu quá, một năm nay bạn biết là mình tới cái khu du lịch này quay cho mọi người xem rồi. Quá đẹp luôn mọi người ạ. Nói chung là không có giờ nha. Cảm ơn mọi người qua xem video, chỉ là chia sẻ cho mọi người rồi. Mình sẽ cố gắng mình quay cho mọi người xem cuộc sống mới, rồi khu du lịch mới rồi ở phía quê mình. Hiện tại bây giờ mình đang ở mũi chơi gà bạn. Mũi gà phía quê mình. Thì bạn biết đây là cái ngọn hải đăng rồi. Tấp nập luôn mà. Đó, bây giờ là đang đi mũi chơi gà này. Tấp nập. Chạy qua đó coi nhiêu phút em? Không rồi. 3 phút hả? Mình đi qua đó là chừng nào bây giờ mình về lại là sao? Có cái tờ giấy đó anh gọi điện thoại cho người ta chở về, cứ xuống bến là người ta chở về. À, xuống bến là chở về ha. À bạn, cái hồ đảo quá vui. Đã lâu quá mà còn đi bữa cái gà mà đảo quá mọi người. Đó, kia đây là đang có một chuyến đặt bây giờ là về bến bạn. Quá quá đã luôn mọi người. Chung mà lâu quá thì không có gì hơn nha. Cảm ơn mọi người qua xem video, chia like chia sẻ cho mọi người. Mình sẽ cố gắng mình quay cho mọi người xem video mới, sống mới ông thiếu quê mình mọi người. Ở đây mình ra ngọn hải đăng của thiếu quê mình. Cách đây một năm mà mình có tới, và nói chung là ở đây trước mình đi tới có 2 chiếc rồi, bây giờ là 3-4 chiếc tàu luôn mọi người. Em phụ đấy hả? Ngày đi dài tổng cộng được bao nhiêu chuyến em? Không biết được hả? Nhiều quá. Các bạn thấy quá đã luôn. Còn hải đăng bạn thấy không? Gần tới bạn ạ. Có giờ nha, mong mọi người xem video nhớ chia like chia sẻ cho mọi người đồ khu du lịch mũi và bọn hải đăng thiết bị mình đang hoạt động rất là quanh trắng. Còn gì mọi người đi dưỡng nghỉ dưỡng đồ tham quan cảnh du lịch rồi bằng thiết rồi mọi người thấy đã đó. Tại vì bà đây là gần tới bờ bạn nè, đó bờ vô bờ, các bạn thấy bờ rất là nhộn nhịp, khách ra đang chờ bên này là đông rồi bạn đó. Khách nói chung là khách lẻ thôi mọi người. Rồi cái đồ gia đình mình 30 con tập trung vô mà. Ôi cha, quá đã luôn. Giữ lại. Ôi lên rồi mọi người. Ôi cha. Nói chung là các bạn biết là mình đã lên bờ đây bạn à. Thì tới đây là mình sẽ cố gắng mình quay cho mọi người xem rồi cuộc sống mới ở phía bên mình. Thấy chưa mọi người thấy không? Rất là nhộn nhịp mọi người. Đó. Sao lên đó thấy mệt không em? Em trai, lên đó đi lên đó mệt không? Không lên chú ơi, mỗi người mỗi nhà em. Dạ hả? Lên đấy là mỗi thêm mỗi người. À nó bán vé lên đó nữa hả? Dạ đúng rồi. Mà mình chưa lên tới đó hả? À, các bạn biết là phải lên tới đó, lên mà tới ngọn hải đăng mà thấy mua vé lên nữa bạn. Vô cổng mua vé lên. Còn mấy cô mấy chú mấy anh chị các bạn biết là chưa lên tới đó. Cứ mệt quá bạn ơi. Thì nói chung là không có gì hơn nha. Cảm ơn mọi người qua xem video thì là em mình có biết không? Ở thì chị là lại chia sẻ cho mọi người rồi mình sẽ cố gắng mình quay cho mọi người xem sống mới các bạn thấy. À thấy giờ mọi người. À nhộn nhịp mọi người. Trời ơi, quá đã luôn. Mọi người thấy không? Ngọn hải đăng. Đó.
Đấy, mình xuống chỗ này coi. À, thấy không? Trời ơi, những bóng cây mát luôn. Trong cây này, cây có gọi là cây bồ đề không? Đá cây rồi mát rồi. Có gà nữa phải không? Thấy gà nè, các bạn thấy gà không? À, gà mấy chú nuôi vậy bạn. Trời ơi, mà đã sứa. Hôm nay sứa gì mà bự trời ba. Ồ, con sứa kìa. Đó, bạn thấy con sứa không? Con nào lấy một con sứa bự. Mình thấy khiếp gì bộ. Wow. Đó, mọi người thấy con sứa không? Ừ. Con này con sứa mọi người. Đó, con kia nữa rồi. Đó, con kia nữa rồi đó. Đó, là quá trời luôn rồi. Nói chung là các bạn biết á. Có gì không nha, cảm ơn mọi người qua xem video chị like chia sẻ cho mọi người rồi. Mong mọi người ủng hộ kênh cho mọi người. Nói chung một ngày nay khám phá được khu du lịch Mũi Bãi Đá Vàng, hay gọi là cái như ngọn hải đăng bạc. Hôm nay đúng là chính xác là các bạn thấy mình đi một ngày cũng như rất là đẹp đẽ luôn mọi người. Khách du lịch năm nay quá trời hoành tráng luôn. Đó, mà bãi đá các bạn thấy không, đá nó đẹp lắm, quá đẹp luôn. Để chập nữa mình sẽ lên cái chốt ngọn hải đăng đó cho mọi người xem. Ở đây các bạn biết là có mấy cô mấy chú nói nè, cấm không được quay bằng lấy cam nha mọi người. Chỉ quay điện thoại, cầm điện thoại máy ảnh rồi quay được, chứ còn không được quay lấy cam. Lấy cam là coi như cấm bắt bạn. Thì mình phải theo tuân thủ thôi. Bắt một người chơi người déo là nhiều lúc có bị chơi cố gì cũng thông cảm nha. Mọi người thấy không? Đây là đang thấy anh em đang cắm trại dưới mình nè. Cắm trại xa mút luôn. Đó, không, cắm trại mọi người. Cắm trại trong đó bạn biết ra đây, ra khúc biển này là tắm nè bạn. Đó là khúc ngoài này là tắm nè. Đó, thấy không? Mọi người thấy không? Quá tuyệt vời luôn. Thì không có gì hơn nha. Cảm ơn mọi người qua xem video, chia like, chia sẻ cho mọi người nha mọi người. Mình sẽ cố gắng mình quay nhiều video mới, cuộc sống mới cho mọi người xem luôn. Bây giờ mình lên khu cái cửa để lên ngọn hải đăng nha mọi người. Cảm thấy đá lắm mọi người. Lâu các bạn biết đi trèo dốc mà hai chân nó bủng rủng. Hai chân mỏi luôn mọi người. Ai cha. Cảm giác rồi đi rồi, trải nghiệm rồi cho một ngày rồi. Đó, giờ mình đi lên. Lên đây cái bắt đầu là vô khu ấy nè bạn. Đây mọi người lên theo. Phải đồng mã nó đi. Ai cha mệt. Mình dốc đây. Mọi người thấy lên dốc và đi thở luôn bạn. Đi không nổi luôn. Mà hơn bạn biết đây là đang nắng mà chứ không phải mưa nữa. Trời cũng có âm u nhưng mà chắc không mưa nổi. Đó. Mọi người thấy không? Ơi cha, đó mệt luôn mọi. Mệt quá. Đó gặp bà YouTuber. Trời ơi. Ơi, lên tới. Đang lên và mệt mới thở thôi. Where?
bạn thấy đây có nhiều cây sứ, và sứ lâu năm. Cây sứ này bạn thấy rất là mát luôn nha. Mùa này không thấy bông đâu, chứ đúng là có bông là rất là thơm nha. Bông có một ít mọi người. Đó. Ở đây dành cho mấy cái ghế bà. Ghế để ngồi. Hết nhiều lúc lệch lên mình lên cảm thấy mệt đúng không ạ? Mệt mình ngồi cảm nghỉ ngơi rồi cho nó một ngày khuấy khoắn rồi. Xả stress rồi phải không bạn ha? Những ngày mình mệt mỏi rồi mà đi làm xa rồi. Mình đi dễ ngoại rồi mình nhà du lịch. Lên đó thấy mệt không cô? Không, đang đây không, các cô già không thể lên nổi. Ở đây, yeah, đây thì chả có cái gì nhưng mà cứ lên đi để biết. Dạ yeah, hả? Lên đi, lên thích cô chưa? Lên tới nơi chưa? Chưa. Cô lên được trước rồi là được, yeah, lên được. Yeah. Rồi. Đi là hai chân mỏi luôn ha. Đó bạn ha. Đi lên dốc mà. Rồi đi từng bậc, bạn biết đây rồi, từng bậc có bậc để cho mình nhảy lao rồi. Cứ đi tới rồi, phút nào là mình nghỉ vậy lao. À, lên cái mặt bằng sao? Trời mệt quá luôn. Qua đi cũng mình nữa không có đi chung với ai hả? À, em mệt quá. Mọi người thấy không? Lên tới nơi. Còn một bên nữa mà ba. Ráng cố lên, cố lên. Thì tham quan nha. Tới đây là hết luôn ha. Đấy. Trời ơi. Ôi giời. Bạn thấy không? Lên tới nơi mỏi chân luôn mọi người. Hai chân mỏi luôn. Thì không có gì hơn. Cảm ơn mọi người nha. Xin mời chỉ là chia sẻ cho mọi người rồi. Mình sẽ quay nhiều cái video mới cho mọi người xem rồi. Bạn thấy không? Đó. Đây ngồi đang mà. Đó, thấy mọi người thấy không? Đây. Mình thấy ngọn hải đăng như bạn ơi. Đó. Đó lên cao mút mút luôn mình ơi. À, mình đang ở dưới bà. Mình nhìn lên cao mút mút luôn. Trời khiếp luôn. Mà ra ngoài này các bạn biết khúc ngoài này có khúc biển rất là đẹp. Nhìn xa xa ra nhìn rất đẹp mọi người nè. Đấy. Trời mọi người thấy không? Thung lũng sâu mút mút luôn mọi người. Này mà rớt xuống nè bạn, nếu rồi sâu xuống nằm cả mấy trăm mét mọi người. Đây là điện. Điện năng lượng mặt trời mọi người. Đó. Xuống đây, nhìn lên đây. Đừng nhớ, đừng mẹ đâu nha. Đã chụp cổ quý, con sợ lắm rồi đó. Trời, thấy không? Đó, nhìn này, đừng bung bung bút luôn mọi người. Trời ơi, nhìn xuống sâu xuống thấm luôn. Trời ơi, khiếp được cô. Cho nên ngọn hải đăng là các bạn biết là nó phải cao nhất của khu này. Điểm cao nhất. Thì mọi người biết là cái ngọn hải đăng này là chưa thì thấp giờ đã thành lập. Trời ơi, đã dễ thấy được. Ôi, cao nhất luôn. Đó, giờ mình vô đây mình sẽ review sơ cho mọi người xem nha. Đấy. Ây cha. Mọi người thấy cái cổng không? Đây là cái chân trụ của ngọn hải đăng nè mọi người. Chân trụ á. Bằng những cái đá tượng này các bạn biết là biết bao nhiêu năm thời ông ta xa để lại mà. Một đêm từng những hòn đá lên mà rắp thành một cái ngọn hải đăng mà lớn cái này là bạn biết là công phu của nào nha mọi người. Thấy chưa? Trời, quá khiếp luôn. Đó các bạn. Trời hơn ngọn đá mọi người thấy không? Trời đứng cao từ đèn đứng lên đó thì mình thấy quá cao luôn. Đó. Đây, qua cái khúc này các bạn biết sau lưng ngọn hải đăng thì ở dưới kia có nhiều người cắm trại. Cắm trại luôn các bạn người thấy không? Đó. Cắm trại rồi. Cắm luôn người thấy không? Có nhiều người cắm trại dưới bạn. Lên đây. Vì đi ta đứng lên lên chỗ nguyên luôn kìa.
ta đứng chỗ anh Nguyên luôn, từ từ. Minh vô chàm gì ngay, Minh vô chàm luôn. Thôi. Nói chung giờ xong rồi mọi người, review sơ cho mọi người thêm thôi, chứ bây giờ mình đang xuống dốc mọi người nè. Ôi, trời, xuống dốc đi chứ trên này thì các bạn thấy nắng lắm, trời ơi, lên trời nó nắng khiếp luôn mọi người. Đó, đang xuống dốc. Đang xuống dốc mọi người thấy không. Cảm ơn mọi người qua nha, xem video chị like chia sẻ cho mọi người, mong mọi người ủng hộ kênh nha mọi người. Mình sẽ cố gắng mình quay nhiều video mới cho mọi người xem rồi. Đó, đang xuống bậc thang mà thấy không? Đó, bậc thang mà. Đó. Xuống bậc thang. Rồi. Bậc thang luôn. Các bạn biết ở đây ngọn hải đăng các bạn, ở trong này các bạn biết là mấy anh chiến sĩ rồi làm là nuôi gà, mọi người thấy gà không? Cho những gà con nào nấy đã đá mà. Đó. Thì em có nhiều nha, cảm ơn mọi người qua xem video và chia like chia sẻ cho mọi người rồi, mong mọi người ủng hộ kênh nha mọi người. Đó, mình sẽ quay những video mới cho mọi người xem rồi. Trời ơi, ngọn hải đăng các bạn thấy không, cao vung vút luôn. Cấm là không được quay lại cam mọi người à. Ai quay là nó bắt, có camera gắn bắt luôn đó mọi người. Rồi có bà chị kia bà nói có một cặp trai gái người tới quay lại cam bắt phạt ba mấy triệu luôn. Rồi bắt phạt ba mấy triệu luôn mọi người. Đó, mọi người biết nếu mà ra ngoài đây mà mình đi chụp hình đồ bạn tự sướng rất là đẹp mọi người nha, nhiều phong cảnh mọi người thấy không, nó rừng núi rồi cái đá cái rồi bạn thấy nhiều cảnh đá các bạn thấy rất là đẹp đó, thấy mọi người thấy không, đá rồi những cái bãi đá rồi bạn thấy rất là đẹp luôn đó. Mong mà mọi người xem video nhớ chia like chia sẻ cho mọi người nha, ủng hộ kênh mình nha mọi người. Mình sẽ cố gắng mình quay nhiều video mới cho mọi người xem rồi. Đó, mọi người thấy đã rất là đẹp mọi người à. Ở đây mà nếu mà quay lại cam các bạn biết rất là tuyệt vời luôn. Nhưng mà cấm mà. Cấm không được quay lại cam luôn. À, cho nên mình cũng không có gì hơn, cũng cảm ơn mọi người qua xem video rồi, mong mọi người có gì sai sót thông cảm nha mọi người. À, bên kia có khách tour. Bên kia khách tour mọi người à. Đó, đội nón xanh này là một đoàn luôn là khách tour. Rồi mấy bạn chơi một hàng dài ra phía nắng bên ngoài luôn nè. Đó, phía đây là đoàn khách tour. Khách tour mọi người. Rồi bây giờ bắt đầu không có dơn nha, mình xuống mọi người giờ. Mình xuống lại. Rồi, bye bye mũi kia gà nha. Đó các bạn thấy không? Đây nè. Giờ mình đang xuống lại. Nãy giờ mình đi một đoạn rồi bây giờ mình xuống lại đó. Chứ thật sự ở trên này các bạn thấy rất là đẹp. Chụp hình rồi rất là kiểu đẹp luôn mọi người. Những bãi đá các bạn thấy là chụp hình rồi ở đây là tuyệt vời luôn. Không còn gì bằng hết. Rồi quá đẹp. Mình chơi qua cái khúc này mình quay cho mọi người xem những đoạn đá rồi. Mày thấy các bạn thấy không, cặp trai gái đang tự sướng mà quay quá đẹp luôn nha. Nói chung đi du lịch đó các bạn biết, đi du lịch mà nếu trời mưa thì nó mát, nhưng mà vất vả bạn không có chỗ nơi cư trú. Còn nếu mà mình đi mà gặp nắng này thì đúng là nó hơi nóng một tí, nhưng mà không biết sao nó đỡ bạn. Chứ nếu mà bạn đi gặp nắng nó đỡ hơn là gặp mưa. Theo mình đó, mình đi gặp nắng đỡ hơn bạn. Hơi nắng tí mà nó mình
chứ còn mưa ở cái bãi là không có chỗ cư trú như cái đây các bạn thấy không? Ở khu vực này làm gì có chỗ cư trú, núp trong đá không được bạn. Trời ơi, năm nay các bạn thấy chứa ở đây nhiều luôn, thấy con nào mấy và thấy chứa không? Chứa quá trời chứa luôn. Đó, thấy những cái bãi đá đẹp mùi. Trời ơi, đá quá đẹp luôn. Cặp trai gái yêu nhau rồi, bạn thấy không? Rất tình cảm không? Bãi đá vàng hay còn gọi là ngọn hải đăng mọi người à, mũi chê gà ngọn hải đăng à, thì mọi người biết nói chung là đã hè tới rồi thì mong mọi người gần xa rồi có đi du lịch ghé gì Phan Thiết rồi tham quan rồi cảnh du lịch ở Phan Thiết quê mình bạn đó, cảnh thiên nhiên này các bạn thấy không, tự nhiên rồi nhiều cảnh phong cảnh rồi rất là hoành tráng, những đồi núi rồi đó các bạn thấy không, rất là thoáng mát hữu tình mọi người đó, còn bờ biển thì bao la rồi, nhìn phong cảnh quá đẹp. Đi thôi tiếp tục mọi người. Qua mấy cái cảnh đồi núi này bạn nhìn thấy sắc sảo và đẹp không? Đó, nhưng mà đi bước cẩn thận mọi người, vì lúc trơn dưới cái cục đá mà gặp gần đó té đuối luôn đó nha, té mà đá nó dập đè mình đuối luôn bạn, là không ai cứu bạn. Trong này các bạn thấy không? Ơi trời, trong này không có chỗ người nào nằm nè bạn. Đó. Đó, thấy bạn không? Thấy không? Ở chỗ người ta nằm này. Chắc cặp trai gái ở đây nằm vui với bạn ạ, à, cho nó mát. Mọi người thấy không? Quá đẹp chưa mọi người. Ôi trời, bây giờ liều núi được. Ôi trời, đã quá. Thế hòn núi không đâu à. Cho đi mà nào thấy mấy hòn núi mà đi bước bước nè bạn, đá luôn mệt. Núi rừng cây rồi đi vô là thấy mát không? Trời, bây giờ đi không biết cho xuống hướng nào mọi người. Ui trời. Mọi người thấy không? Nhiều cái phong cảnh đá đẹp không mọi người? Nhiều cái bãi cục đá đẹp quá đẹp luôn mọi người. Đó, còn như đây các bạn thấy không? Mấy cô đang quay phim chụp hình. Mấy một đá nhìn bằng xem nhiều một đá đẹp quá đẹp luôn. Bao nhiêu người nhiều một đá nó đẹp không? Trời quá đẹp luôn mọi người. Mình đi vậy cho nên mong mọi người xem video nha, nhớ chỉ like chia sẻ cho mọi người rồi ủng hộ cho kênh mình nha mọi người. Sẽ cố gắng mình quay và khám phá đồ khu du lịch rồi những món ăn vỉa hè đường phố thiết với mình. Ra đây các bạn biết là nhiều mấy cô mấy chú rồi mấy anh mấy chị đang chờ tàu tới nè. Giờ mình đi lên cái góc này mình
quay cho mọi người xem rồi phút này như thế nào mọi người. Đó trời ơi, bạn biết trèo đá rồi lên mỗi chân bộ đó, trèo mỗi mệt luôn mọi người. Đó trời ơi, nói mình là thấy mọi đá không, đẹp đá không kìa, quá đẹp luôn mọi người. Ôi ôi trời, cẩn thận lắm mọi người, ôi trời đó. Đó mình thấy đồ quá đẹp không, nhưng mà lên tới đây bảo không dám xuống nữa không dám lên nữa mọi người, lên chập nó mỗi chân cái xuống đuối chân. Ừ à, quá đẹp luôn. Không có gì hơn nha, cảm ơn mọi người nha. Vừa qua xem video chỉ là chia sẻ cho mọi người rồi, mong người ủng hộ kênh nha mọi người. Mình sẽ cố gắng mình quay nhiều video mới cho mọi người xem rồi, cuộc sống mới rồi, những món ăn vỉa hè đường phố Phan Thiết quê mình nè. À. Ây da. Trời nó mỗi hai chân rồi mọi người ơi. Đó, mọi người thấy đẹp không? Cảnh đá đồ của bạn vô rất là đẹp. Đó, bắt đầu chiếc tàu cứ đủ người là bắt đầu đi mà bạn. Đủ người là bắt đầu chạy. Cái cách cỡ 5 phút, 10 phút là bắt đầu đủ người là bắt đầu biến chạy đi. Thì mình sẽ quay cho mọi người xem luôn. Đó, nhiều cái bãi đá mà cũng thấy rất đẹp luôn. Đó, đó như vậy mọi người thấy không? Đá đẹp chưa? Đó, nhiều cánh đá mọi người thấy đẹp không? Vô trong hốc luôn mọi người. Đó, và bạn biết mà qua cái gì ở đó là. Chắc đông quá không hết nổi. 5 người có lên được nữa không? Đông chưa? Các bạn biết đang tình hình là chờ đủ người là lên, lên bạn. Đúng rồi. Mimosa. À mà nhắm đủ rồi lên thôi chứ đừng có cố. Không cố. Mình cố mình không có lợi cho mình đâu. Đúng rồi, chính xác, không cần. Mình không cần lên gấp. Ông chủ đây này, ông chủ nuôi chở bọn mình này. À, nhưng mà ông đó cũng vậy à, đừng có lên. Ừ, đi sau nha, chuyến sau nha. Chuyến sau hả, sang nhanh nha. Sang nhanh nha. Đó, bạn thấy đang lên. Chiếc trọng tâm qua là mấy chị xuống giờ giùm em luôn nha. Đó. Chị ơi, cái chiếc trọng tâm giờ nó đang qua nữa mà hỏi ấy thì. Bây giờ nó đang chạy qua lại nữa, hỏi ấy thì xuống giờ còn có em chạy qua em đó không có gì lại. Đẩy ra luôn ha. Đây, bạn thấy không? Mình đang xuống đi qua bạn. Đó, phao vô giùm em mấy anh chị ơi, lại có phao lưới bận vô giùm đi. Ngồi đây trước được không? Còn dưới kia đó, lưới bận vô giùm hết đi. Ngồi trước đây được không? Bạn thấy không? Mình ngồi trước luôn. Mở phao vô giùm em ơi. Ôi, trời đã quá mùi. Sáng giờ chạy được bao nhiêu cuốc rồi chú? À, được 7 đến cuốc, chục cuốc hoặc mười mấy cuốc. Dạ hả? Hôm nay là chạy đuối luôn á hả? Cũng có nhiều. À. Đông người cũng có, 7 đến người và 3 người cũng có. À. Nếu giờ chiến nghiệp thì nó tùm lum. Tùm lum á. Và thường thường mình hai người cũng phải chạy. Đã lỡ qua là chạy ha. Ví dụ như mình chạy ngày thứ bảy chủ nhật là nhiều khách hơn hay là ngày thường chú hả? Chủ bảy chủ nhật thôi. À chủ bảy chủ nhật thôi. Các bạn thấy không? À, ở đây là khách chở ra số thứ bảy chủ nhật nhiều bạn. Đó mọi người thấy không? Rồi, đã mọi người. À, không có giờ nha. Cảm ơn mọi người qua xem video chỉ là chia sẻ cho mọi người. Mình sẽ cố gắng mình quay nhiều video mới cho cuộc sống mới rồi ở tiếp bên mình. Những món ăn vỉa hè đường phố hơn xíu nha. Giờ mình tới đây mình chốt video cho mọi người nha. Hẹn mọi người một ngày vui vẻ bên gia đình và hạnh phúc. Bye bye cho mọi người nha. À, mọi người ha. Oh, yeah. Oh, yeah.
tới cột Hải Đăng ở bên phía quê mình rồi. Thẳng tiến luôn mọi người. Nói chung mấy chú tài công đây các bạn biết là chạy rất là chuẩn mọi người ơi. Chạy đường nào ra đường nào vô đường nào là biết hết luôn rồi. Tuyệt vời luôn. Đó. Thấy chưa? Gia đình vui vẻ nha. Rồi tới bến nè, tới rồi bạn. Đang xuống nè. Đó, bạn thấy không?